Rồi, chào anh em ha. Bữa nay mình lên cho anh em một con máy gọi là T33 L của hãng Kyoto. Máy này 33cc ha. Bê tông của nó là 36 ly. Máy mới, mới trong thùng. Nhưng là công đoạn mình mới vừa lắp ráp. Đây, đồ trong thùng nó vậy nè. Kyoto. Phụ kiện bình chứa xăng. Rồi phía bộ hành luôn, phụ tùng trắng cỏ, rồi dây đeo cần láp rồi ha, đẹp xuất sắc. Quay chi tiết từ chi tiết cho anh em coi ha. Nhưng mình đang lắp ráp mới khui thùng lắp ráp. Rồi con máy này ha, rồi con máy này là mình bán cho anh em với mức giá là 2.050.000 bao ship tới nhà luôn. Nói chung là anh em thử máy giật nổ ok rồi thanh toán. Thì anh em muốn xài á, thì liên hệ qua số điện thoại của mình 093 4567 095 Gặp An. Nhưng mà mình đang lắp ráp, nói chung là vậy đặng mình đóng gói mình gửi cho khách. Rồi để có gì mình để số điện thoại trên bình luận ha. Rồi anh em có xài ủng hộ mình ha. Không cần cọc nha anh em.